Vâng, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái lựa chọn để cho anh em chơi bài nè. Và với cái sản phẩm này á, thì anh em không phải luôn đồ vô. Mình tới xong người ta chơi vẫn được nha. Đấy, xin giới thiệu với anh em đây là cái ví đổi bài. Ví đổi bài đây là mẫu mới nhất năm 2023 nha anh em. Nè, thiết kế rất là đẹp mắt, chất liệu da cũng rất là tốt nè. Đó, và bên trong thì đây có cây cây, cây ngăn đựng tiền rồi nè, đó tiền các kiểu à, đó chứng minh cà vẹt bằng lái, đó hình ảnh các kiểu đầy đủ hết. Nói chung là cái này nó không có khác cái gì ví bình thường, nên nó là mình đi chơi sẽ rất là dễ dàng nha. Cái này mình có thể sử dụng như một cái ví hàng ngày luôn cũng được. Đó, còn về cái công năng sử dụng của cái ví này thì nó cũng giống như tên gọi của nó thôi, nó sẽ dùng trao đổi những lá bài. Trao đổi lá bài này á là nó sẽ hỗ trợ cho mình á, là vào làm chủ cuộc chơi rất là dễ dàng với loại này ha. Mình như sử dụng cái loại này cũng rất là đơn giản thôi. Đây là mình chỉ cần đưa vào một lá này, anh em chỉ cần đưa nhẹ vào nè, nó sẽ hút vào nè, đây cái lá này nè. Ví dụ như anh em tới xong thì anh em chỉ cần lấy để vào một lá trước, và mình cần cái lá đó thì khi mình đưa vào á thì nó sẽ ra lá đó thôi nè, không cần phải bấm gì hết nha, anh em chỉ cần để tới cái miệng nó hút và nó hút vào thôi nè. Đó, rất là dễ dàng nha. Về hơn nữa, cái sử dụng cái công nghệ ví này á, ví mẫu mới này á, thì nó sử dụng cái công nghệ chống ồn mẫu mới luôn, nên nó sẽ rất là êm nha anh em, và nó tiết kiệm pin nữa, nên nó làm anh em không phải lo gì về vấn đề đó hết ha. Đó, đầy đủ những cái công năng. Nó giới thiệu sơ qua cái ví này cho anh em xem này, cái đây có cái dây dây sạc này anh em. Như ngày xưa á, thì nó sẽ dùng cái đuôi sạc là bình thường, còn bây giờ nó có một cái đuôi sạc báo đầy này, báo đèn này. Khi mà sạc á thì nó sẽ hiện ra màu đỏ, khi nào đầy thì nó chuyển màu xanh, nên là mình sẽ rất là dễ dàng canh cái dung lượng pin của cái máy cái máy ở trong cái ví này nha. Đó, đây là sử dụng cái công nghệ mới tiết kiệm pin, nên nó là anh em chỉ cần xài một lần là anh em chơi vài ngày mới hết pin được, rất là lâu luôn anh em, không có hao pin gì bao nhiêu hết á. Đó, cái ví này hơn nữa bây giờ thì cái chế độ nhưng mà giảm giá thì rất là giá rất là mềm luôn, tầm 1 triệu tới 1,4 triệu à, rất là nhiều mẫu tùy theo cái màu sắc và cái sở thích của anh em lấy loại ví nó phù hợp. Cái đây là cái phiên bản màu đen nha, phiên bản này cổ điển rồi, còn những cái màu mà mới đó thì anh em có thể kết bạn Zalo theo số điện thoại trên màn hình đó anh em, thì tôi sẽ gửi cho anh em, tôi không có đưa lên này để cho anh em dễ dàng để lấy về chơi cho nó dễ ha anh em ha. Rồi tôi sẽ test sơ qua cái ví này cho anh em xem. Ví dụ như là trong quá trình mình chơi á, mình chỉ cần để cái ví trước mặt nè, ha, bài này thì bài nào cũng được ha, bài nào cũng được hết, đó, bài của mình cũng được hay là bài của người ta cũng được, mình chỉ cần khi mà mình chơi á thì mình để vào một lá này, để vào một lá tự nó hút vào này, ha, ví dụ tự nó hút vào này, cái lá này trong sẵn á thì đây, ví dụ này nè anh em để vào một lá này, thì nó sẽ hút vào, đúng không? Khi mà mình chơi á thì mình chỉ cần để tới cái họng nó này, nó sẽ ra cái lá kia thôi, nè, đó đây ví dụ ra 8 này. Nó để thế này cho anh em dễ thấy nha. Anh em cứ để xuống này, đó. Giờ nó rất là êm, nó không có như hồi xưa nó kêu bự đâu, bây giờ nó rất là êm êm á anh em. Nên là mình sẽ rất là dễ chơi. Cái nút này á thì máy này là cái trang bị cho anh em cái nút xả bài nữa nè, xuống đây này. Nút của nó là nằm chỗ này để cho anh em dễ dàng để thao tác khi mà người ta đổi bộ bài nha. Hoặc là anh em nếu mà anh em không muốn dùng cái nút đó đó, anh em muốn cắt luôn cái nút đó vẫn được để cho nó an toàn. Để tránh tình trạng bị nhầm lẫn thế này kia gì bấm sẽ phóng cái lá kia ra, đúng không? Đó, mình có thể cắt luôn cái lá dây ra cũng được. Còn cái cách lấy bài ra thì có một cách nữa này, anh em cho con để nhẹ tới đây này, anh em giữ lại nó sẽ ra lá kia thôi này, nó rất là dễ dàng nha. Đó, đây là loại ví mẫu mới năm 2023, nên nó là chơi sẽ rất yên tâm và kín đáo nha anh em ha. Rồi nếu là quan tâm về cái mẫu ví này thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình 079 791 843, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Ngoài những cái vỏ mí ví đổi bài này thì bên cơ sở tôi có phân phối những cái con quần đổi bài này, áo đổi bài, điện thoại đổi bài hay giỏ sách, ba lô gì đó đổi bài, rất là nhiều mẫu, nên nó là anh em có thể liên hệ trực tiếp hoặc ghé qua trực tiếp cơ sở thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Rồi, cơ sở tôi có phân phối những cái sản phẩm khác nữa, ví dụ là những cái dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi bộ môn bầu cua, tài xỉu sóc đĩa, máy đánh bài này, phụ kiện máy đánh bài, tai nghe và tai nghe đầy đủ hết, nên là mình cần cái sản phẩm nào á thì mình có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về cái loại đó nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại anh em ở trong những cái clip tiếp theo nha, xin chào.